anh Quy. Em thương anh lắm anh Quy. Nhưng mà anh ngu quá à. Anh có biết á, công ty Điền Quân mà anh làm MC chương trình Thách Thức Danh Hài 4 mùa là vì lý do gì không? Bộ anh tưởng anh hay ho lắm hả? Người ta mời anh là để làm miếng hài cho thí sinh, rồi á, làm trò tiêu khiển cho hai ông này nè đó, rồi làm trò cười cho mọi người, cho khán giả nữa. Trời ơi, em nói anh mà anh đâu có nghe em đâu. Anh nhận đồng tiền đó anh không thấy nhục nhã hả anh Quy? Nghe xa xa ra nha Thảo nha, nếu không gần quá là cạn đó. Dạ đúng rồi. Không, lớn như nè. À, cái vừa là gì? Anh nghĩ người ta bỏ tiền ra mấy chục triệu để người ta kêu anh vô nói lảm nhảm mấy câu, ơ dùng 1-2 triệu, dùng 2-10 triệu, dùng 3-20 triệu, 6 giây bắt đầu hết giờ rồi, anh tưởng dễ ăn vậy hả? Trời ơi, anh nghĩ sao vậy? Ừ đúng rồi, anh nhìn đi đó, cái ông đó cũng làm được đó. Đã sẵn sàng để chinh phục 10 câu hỏi chưa? Dạ, sẵn sàng. Không phải, đáng lẽ mình phải nói là bạn đã sẵn sàng để nhảy xuống hồ chưa? Câu hỏi đầu tiên dành cho Thảo nha. Dạ. Cô bé hoàng khăn đỏ đội nón màu gì? Thời gian đang trôi qua. Và câu trả lời của Thảo sẽ là... Dạ, đội nón màu gì cũng được chưng á. Chốt. Chốt, đội nón màu gì cũng được. Dạ. Sao vậy, sao em cười vậy lâu lắm? Dạ. Em nghĩ là câu trả lời này của Thảo có đúng hay không? Cô bé hoàng khăn đỏ không đội nón. Sao em nghĩ vậy? Chị em hoàng khăn đỏ chứ đâu có đội nón đỏ đâu. Nhưng mà bà cũng có thể đội nón hả? Gì? Bà đâu có đội nón, bà hoàng khăn đỏ mà. Nhưng mà bà cũng có thể đội nón vậy. Nếu mà cô bé hoàng khăn đỏ đội nón thì câu chuyện của chúng ta sẽ là cô bé đội nón đỏ hay là cô bé đội nón rồi, chứ không phải là cô bé hoàng khăn đỏ đó Thảo à. Yeah, em sai đó hả chị? Đúng rồi, em hiểu được số phận của em sẽ đi về đâu rồi đúng không Thảo? Dạ. Về bà hò rồi đó chưa chị? Trời ơi, mấy bé này giống như là ngô nhảy hay sao mà với những câu hỏi đầu tiên đã nhảy rồi mọi người à. Em tính nhắc chị mà câu đầu em nhảy, chị nhảy đi cho nó hợp lệ á. Sao vậy, khởi động hả? Ôi. Bật bí với... Ê, cái thôi. Sao nó chạy cũng đột ngột nữa, trời ơi. Em có thể báo trước cho chị không hả? Ê, chị nói nghe là cái cách nhảy của Thảo giống như là kiểu... Cũng như là kiểu là nhảy cho xong rồi kiểu như nè. Bất cần luôn á chị. Cảm giác như thế nào Thảo ơi? Dạ mát lắm. Mát rồi Thảo. Dạ. Nhưng mà sao nãy em ùa xuống cái vậy, chị chưa kịp phản ứng gì luôn á. Dạ không, như là tinh thần mình chuẩn bị là 10 giây nữa nhảy, nhưng mà mình sẽ nhảy trước để cho đừng có bị tinh thần mình đừng có bị lạnh. Tâm lý bé này phức tạp quá ha. Đánh lừa tâm lý luôn á chị. Tâm tự đánh lừa tâm lý của mình luôn, tự lừa bản thân mình luôn. Dạ đúng rồi. Trời ơi, thiệt vậy. Và câu hỏi số 2 dành cho Ngân Thảo. Trong ba ông Phước Lộc Thọ thì ông nào không có râu? Nhớ lại hình ảnh nè. Nhớ lại hình ảnh nè. Ông Phước. Ông Phước hả? Dạ. Chắc không? Dạ chắc em. Tại vì em nhớ có một ông ốm ốm có râu. Chỉ có một... Đâu nè, ông Thọ nè, ông Thọ là sẽ là không có tóc này đúng không? Dạ đúng rồi. Có râu không? Gọi là ông rồi chị ơi, vậy là ông Thọ đó. Ông nào không có râu? Ông nào không có râu nhưng á. Ông Phước không có râu là ông Phước sớm nha em á. Ông Phước. Ừ, đúng rồi, ông Phước sớm nha, phải là không có râu á. Còn Long em nhớ làm sao? Theo trí nhớ của em. Ông nào không có râu hết chị? Đúng là dài hết luôn. Đúng là ông nào cũng có râu, là tùy râu dài hay là râu ngắn. Ông Thọ thì sẽ có râu dài hơn. Đó, còn Phước với ông Lộc á là sẽ râu ngắn hơn. Nhớ ông Phước sớm bà. Đó, nhớ lộn. Gần... Sao nhắc chị? Em chưa nhắc nữa. Không có râu. Ừ, thiệt luôn á. Chị nhanh quá à. Thì đó bởi vậy. Em nghe là chị nghĩ chắc nhảy 10 câu luôn. Em thấy... Đẹp đẹp xíu vậy. Ừ. Như tiên nữ vậy đó, như tiên nữ vậy. Trời ơi.
bây giờ là trời mới câu hỏi số 2 à, là đã nhảy xuống 2 lần rồi. Rồi câu hỏi số 3. Cái gì xuất khẩu được nhưng không nhập khẩu được? Tiền. Tiền. Em biết câu hỏi nè. Em có đọc ở đâu một lần mà giờ em không nhớ nè. Đọc, đã từng nghe câu hỏi này rồi. Dạ, cái rồi. Gì xuất khẩu được nhưng không nhập khẩu được? Theo em nghĩ đó là tiền. Không, lời nói. Nhưng mà hồi nãy mình đã hết thời gian trong cái câu trả lời là tiền rồi. Tức quá, hồi lúc em cũng coi rồi em nhớ mà em chỉ là không được. Lời nói, tại sao xuất khẩu được, nhập khẩu không được? Tại mình nói rồi mình không có lấy lại được. Chính xác là như vậy, nhưng mà câu hỏi đó không có tính. Câu trả lời đâu tính đâu. Tính cái gì? Tính cái câu trả lời trước là vậy tiền. Vỗ tay hả? Trời, em thưởng chị để em vỗ tay. Trời ơi. Em đâu. Rồi, mình đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Có cần khởi động gì không em? Wow. Bây giờ khởi động đủ rồi chị. Coi kìa. Sao bình thường em thông minh quá mà ta. Bây giờ chưa được 100.000 nào luôn. Trải qua 3 câu mà Thảo vẫn không đúng câu nào hết. Và chúng ta chưa ghi được giá trị tiền thưởng gì. Bây giờ sẽ đến câu số 4. Quả gì lắm muối nhiều khe, anh hùng hào kiệt, thấy nghe chạy dài. Quả. Quả gì? Quả, quả bưởi. Chốt. Dạ chốt. Nó nhiều muối. Nhiều muối, nhiều khe. Dạ đúng rồi. Nhưng mà tại sao anh hùng hào kiệt là thấy nghe là chạy dài? Chua chua. Dạ chua. Anh hùng hào kiệt đâu sao chua mà. Anh hùng hào kiệt nghe chua nè, thèm. Thèm luôn á, nghe bưởi là thèm luôn. Bưởi, bưởi năm rồi. Nghe tới năm rồi sợ bị đánh chạy. Ủa sao bà này có suy nghĩ ghê. Có suy nghĩ cái gì đâu. Bưởi này ra chua thì thèm chua thôi. Nè, cái gì mà liên quan đến anh hùng hào kiệt? Anh hùng hào kiệt quả gì cũng cùng cái trong cái thời đó nè, thời chiến nè. Quả gì nè? Quả lựu đạn. Đó là quả lựu đạn đó. À, là em sai rồi đó hả? Đúng rồi. Có sai hả? Dì ơi, chị nhớ dùm không? Nhớ dùm không? Nhớ dùm chị không? Em nói chơi đó. Rồi. Quá. Thiệt luôn á. Lần này á là không phải là nhảy nữa, bé thả mình xuống dòng sông. Kiểu như chiều mình xuống nước. Hỏi số 5 nha. Dạ. Miệng rộng nhưng không nói một lời là con gì? Miệng thì rộng nhưng mà không nói một lời. Kinh nghiệm nãy giờ nè. Dạ con ếch. Cái gì vậy? Dạ không nói một lời. Nhanh nhanh. Hết giờ. Kinh nghiệm nãy giờ. Miệng rộng mà không nói một lời. Đặt con sông. Trời ơi, đó, chị đã nói kinh nghiệm nãy giờ là nhảy xuống sông mấy lần. Sông đó chị. Là em mới nhảy nữa hả? Ủa, chị không hiểu luôn á Thảo, kỳ vậy Thảo. Em không hiểu em luôn á. Ủa lên chị. Mình sáng tạo một kiểu nào khác đi. Ngửa đi, ngửa mình đi, đi ngửa mình đi. Ừ. Rồi. Đã 5 câu rồi. Dạ, đi và được mình nửa chặng đường rồi đó. Nửa chặng đường, mình cũng đã nhảy được nửa chặng đường rồi. Dạ. Bây giờ sẽ là câu hỏi số 6. Chị hy vọng là với 5 câu hỏi tiếp theo thì Thảo ít nhất cũng sẽ vượt qua được một câu hỏi nào đó để chúng ta có được cái sự danh dự. Dạ. Rồi, bây giờ sẽ là câu hỏi số 6 nha. Dạ. Môn võ thuật truyền thống của Nhật Bản là môn nào? Võ thuật truyền thống Nhật Bản. Dạ. Karate. Karate. Dạ, kiếm Nhật. Cái gì? Mình chốt một cái đi. Dạ em chốt 3 cái. Sumo rê. Sumo rê là gì? Sumo. Dạ sumo. Hết thời gian rồi. Đáp án cuối cùng hồi nãy là mình chốt 3 cái kia, chị cho em chốt 3 cái luôn á, nhưng mà cũng không trúng cái nào hết trơn á. Đúng là sumo mới là chính xác. Em cố tình mới không lòng. Em đâu có cố, em cắt tê. Chị nhảy nhiều hơn đương rồi đó.
mới nhớ ra sumo luôn á. Thảo ơi, chị nghĩ em đặt kỷ lục của chương trình luôn á Thảo. Có khi nào đặt kỷ lục của chương trình không, là khoảng 10 câu mà không đúng câu nào hết. Em khó khăn sao đắt dữ vậy. Một là chị đúng hết, còn hai thì chị nhảy hết đi cho nó vui chị. Lưng chừng kỳ lắm. Có cá gì á? Cái gì cái gì? Cá hả? Cút cay, cút cay. Không sao. Cút cay hả? Bây giờ là mình chỉ còn có 4 câu nữa thôi. 4 câu nữa nha. Cố gắng lên nha Ngân Thảo nha. Dạ. Câu hỏi tiếp theo của Thảo. Có con tàu chở hàng trên biển chạy từ A sang B. Đoạn 1 chạy được 17 tiếng. Đoạn 2 chạy nhiều hơn đoạn 1 8 tiếng thì dừng lại. Vậy hỏi con tàu đang nằm ở đâu? Dạ, con tàu đang nằm ở trên biển. Biển? Dạ. Chính xác không? Chốt không? Chốt, chốt. Tại sao em lại nghĩ là đang nằm trên biển? Tại vì nó nằm trên biển thì nó chạy thì nó cũng nằm trên biển. Ừ, thì chính xác là như vậy. Cuối cùng thì cũng em đã giải được lời nguyền rồi Thảo ơi. Thôi rồi Thảo ơi. Như vậy là trải qua 7 câu hỏi, Ngân Thảo đã rất xuất sắc trả lời đúng 1 câu hỏi và ghi về cho mình giá trị tiền thưởng tính đến thời điểm hiện tại là 100.000 đồng. Ồ, là chị hay quá. Như được giải hoa hậu. Dạ đi. Em trả lời đúng 1 câu hỏi là như được giải hoa hậu á Thảo. Làng nước ai cũng mừng cho em. Rồi bây giờ là tới hỏi số 8 nha. Đầu cá mình cá đuôi cá mà không phải con cá, vậy đó là con gì? Dạ con cá bằng con cá bánh bông lan. Đúng rồi. Thì nó vẫn gọi là con cá mà, người ta vẫn gọi nó là con cá. Cái bánh mà chị. Nó là cái bánh, nó không phải con cá, nhưng mà nó là hình cái bánh. Cá hình cái bánh á. Đúng rồi đó. Gán gán bên chị coi. Con cá bánh thì mình cũng gọi là con cá mà. Dạ, là cái bánh chứ không phải con cá chị. Dạ đúng rồi, nó là cái bánh chứ không phải con cá. Đúng rồi. Đầu cá, mình cá, đuôi cá. Nhưng không phải con cá. Nhưng mà đó là cái bánh, người ta sẽ kêu là đầu là bánh nè, mình nó bánh, đuôi cũng bánh à. Dạ đúng rồi, người ta kêu bằng bánh chứ ta đâu kêu bằng con cá đâu. Đúng không vậy mọi người, sao càng giải thích càng rối vậy ta? Coi nào, để chị nhớ cho nha. Đầu cá nè, mình cá nè, đuôi cá. Dạ đúng rồi. Là đầu phải là cá, mà mình phải cá, mà đuôi phải cá. Nhưng mà không gọi là con cá. Là dạ, cái bánh đó gọi chị. Là cái bánh bông lan. Ừ. Nhưng mà nếu mà là cái bánh bông lan thì mình sẽ nói là mình bánh, đuôi bánh, mà giữa cũng bánh. Nhưng mà nó hình cái con nó cá. Nó hình con cá chị. Không, nhưng mà cái câu hỏi của mình là đầu cá, mình cá, đuôi cá. Nhưng không phải con cá. Là cái bánh đó, là cái bánh đúng đó rồi. Nhưng mà nếu là cái bánh thì mình sẽ nói là đầu bánh, mình bánh, đuôi bánh. Nhưng mà nó hình con cá, là cái bánh hình con cá chứ không phải con cá. Như vậy, nhưng mà cái câu hỏi của mình đó là đầu cá, mà mình cá, là đuôi cá. Nhưng mà không phải là con cá. Đáp án chương trình là gì chị? Đáp án là con khô. Con khô. Tại sao giống như là đầu bánh, mình bánh, đuôi bánh. Vì sao mình gọi là đầu khô, mình khô, đuôi khô? Nhưng mà tại vì cái con khô đó là trước khi mà nó khô nó là con cá đúng không? Thì mình nhìn cho nó vẫn là đầu cá, mình cá, mà đuôi cá, mà sau khi nó khô lại thì nó sẽ là con khô. Dạ mình nhìn vô cái bánh bông lan nó cũng là con cá mà. Nhưng mà nó là cái bánh bông lan. Dạ cái câu hỏi của mình là đầu cá, mình cá, đuôi cá thì nó phải là con cá. Dạ không, người ta hỏi chị đặt kỹ cho. Thôi cho qua câu này đi, qua câu này tôi nhớ. Đầu quá mọi người. Qua câu này nha. Câu này nha. Tôi nhức đầu á. Chính xác rồi em ơi. Dạ thôi tôi mệt. Nhức đầu quá. Cố lên, mày phải cố lên. Cố lên. Rồi. Với cái lập luận hắc não vừa rồi thì Ngân Thảo đang ghi về cho mình 100.000 đồng tiền thưởng. Chúc mừng bạn. Như vậy là trải qua 8 câu hỏi thì mình đã có giá trị tiền thưởng là 200.000 đồng rồi nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 9 nào. Logo mặc định của Google có mấy màu và là màu gì? Dạ có 2 màu, màu vàng và màu xanh. Màu đỏ nữa, dạ 3 màu. Chốt chưa? Chốt 3 màu. Mình nhớ lại thử coi. Mình bấm là Google thì nó sẽ là hiện lên mấy màu. Có xanh dương nữa chị. Có 3 màu à. Là màu gì? Dạ màu vàng, màu đỏ, màu xanh. Màu vàng, màu đỏ, màu xanh nữa. Dạ. Còn Khéo Hoàng Long thì em cũng không để ý. 3
màu, nói đi. Ba màu á, em ba màu, em nghĩ là ba màu. Nhưng mà đoán chính xác mình là bốn màu. Rồi. Bốn màu là gồm có màu xanh dương. Rồi nữa. Em nói màu xanh là em ý nói màu xanh chung đó. Nhưng mà không có ba màu à, phải không? Có bốn màu đâu. Ê, phải ai vậy? Phải ai vậy? Em bên đúng được nữa rồi, em đúng rồi, được rồi. Rõ ràng là Thảo ơi, em nói ba màu, người ta có thể có bốn màu lận. Như vậy là còn nói gì nữa? Dòng sông đang chờ đợi em. Nãy giờ em mới quên nữa thì mới quên nó luôn, bây giờ là gió. Cá Linh Kiệm nha. Cá Linh Kiệm là nhảy sao? Cá Liềm Kiềm hả? Sáng bà nói nhiều kiểu nhảy lắm mà sao nãy giờ bà nhảy nó có một hai kiểu. Không, để câu chú mừng chị nhảy gì thôi, kiểu cái dừa quê chị. Có kiểu cái dừa thầm. Trời ơi, vậy chị rất là mong em sẽ rớt câu này. Ủa, đó. Bà muốn nhảy nữa hả? Để chị nhảy em coi. Rồi câu hỏi cuối cùng nè. Dạ. Hy vọng là câu hỏi cuối cùng này là mình sẽ may mắn hơn. Câu này thì cũng đơn giản thôi. Câu hỏi số 10. Con gì trong con của con người? Con gì trong con của con người? Dạ con mắt á. Cái gì? Con mắt là trong cái gì? Con mắt là trong cái con gì của con người? Con ngư. Ủa? Em chưa hiểu câu hỏi luôn. Chưa hiểu câu hỏi luôn. Dạ đúng rồi. Nhưng em hiểu cũng gần đúng rồi đó. Nhưng mà em hơi bị đảo lộn một chút xíu thôi. Con gì nằm trong con của con người? Em hiểu rồi, là con ngư nằm trong con mắt. Đúng rồi, con ngư nằm trong con mắt của con người. Con ngư hả chị? Ừ, con ngư. Nhưng mà con ngư là con gì? Con ngư là con cá. Đó, mà đúng rồi, là bây giờ em chuẩn bị gặp cá nữa rồi nè. Không, tại em muốn cho chị với Long coi cái kiểu nhảy trái dừa ở quê em. Không, nãy giờ chị với Long đang phải chờ đợi. Là bây giờ em sẽ leo lên cây, mình nhảy xuống cái tổng. Dạ không, cái cây này yếu quá, em sợ nó gãy. Vậy thì nhảy cái tổng là nhảy như thế nào? Chắc mình đứng đây đi, chị làm giống cưng. Đúng rồi, chị em mình. Ê, chị em có cái gì đó động lại với chị. Dạ. Không, ngày hôm nay là tụi em rất là động lại với chương trình rồi. Rất là động nát rồi. Em muốn biết là em còn nhảy được không, tại lâu lắm rồi. Nhưng mà nó có ra trái khác thì cũng đỡ, nhìn đỡ như vậy. Ờ, miễn sao là mình chỉ bác cũng chị, được chị sửa sản đứng lên, tại vì dớt xuống nó sẽ văng. Ờ đúng rồi, rồi chị sửa sản đứng lên. Cái làm như là sửa sản đi đám cưới vậy, chị sửa sản đứng lên. Cái dừa sao để em nhớ rồi. Nè, xa xa ra nha Thảo nha, nếu không gần quá là cạn đó. Dạ đúng rồi. Không, đứng như nè. À, cái dừa là gì? Đúng là cái tổng thiệt. Dạ, bà nhảy lên xịt quá trời luôn rồi chị. Cho chị hỏi nè, cái lúc mà em nhảy xuống có phải là vì... lụm lên. Trời ơi, con bé nhảy xuống lụm lên trái xài. Đúng.